Phải chăng lúc này anh có một người thế thay, họ cho anh nhiều, bên anh sớm tối nương chiều, còn em chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương hai chờ anh đi em cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình em với đêm, năm tháng êm đềm thương anh chẳng cần đóng đêm. Vậy mà anh đã buông tay em rồi, buồn đau em khóc em than với trời, thương thật lòng sao em nhận lại bằng khóc. Nhành hoa thay lá như anh thay lòng, sao tim em không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình thương. Chúng tôi xin phép được mời nhân vật bí ẩn số 2 xuất hiện. Đi đâu vậy? Lui lại. Đi đâu vậy? Trời ơi. Rồi dừng lại. Đi lỗ. Tính là đi ngồi luôn hay gì á? Dữ liệu vừa rồi thì cũng hơi dễ. Thôi dễ cho anh em mình thôi. Em có hay nghe nhạc không bé? Dạ có. Em nghe nhạc của ai? Nếu mà nói nhóm nhạc á thì em nghe Mây Trắng, Ba Con Mèo, Mắt Ngọc. Còn nếu mà ca sĩ thì chắc chắn là nhiều lắm ạ. Chứ hồi nhỏ không nghe 1088 D&D rồi hả? Không thích con trai. Không thích con trai. Thì em đang chỉ nghĩ đến con gái thôi. Cả tụi em giống như thương thương xem bỏ là thời đó là ví dụ thời đó là đáng là những cái nhóm nhóm sau, còn ví dụ nhóm 1088 thì nhóm D&D là trước đó nữa, trước một chút xíu nữa. Được của em là nhóm HAT. HAT à? Dạ. HKT. HAT. Đúng rồi đó. Dạ. Đúng rồi, HAT nè. Dạ. Nó cũng dễ dàng rồi ha, nó cũng có gì để cuộc chơi này khó khăn hết trơn. Rồi, xin mời âm nhạc. Phải chăng lúc này anh có một người thế thay, họ cho anh nhiều, bên anh sớm tối nương chiều, còn em chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương hai chờ anh đi em cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình em với đêm, năm tháng êm đềm thương anh chẳng cần đóng đêm. Vậy mà anh đã buông tay em rồi, buồn đau em khóc em than với trời, thương thật lòng sao em nhận lại bằng khóc.
Thì ở dưới đội hình người chơi bên dưới thì có hai người nhận ra, đó là Quách Tuấn Du và Lý Sinh Nguyễn đã nhận ra rồi. Cái người của em nghĩ thì tóc dài. Biết đâu mới đây người ta cắt tóc ngắn. Mới cắt tóc ngày hôm qua. Ôi trời. Nhưng mà cái người của em nghĩ có rất là nhiều dữ liệu liên quan tới cái người ca sĩ này. Cũng có gia đình chính hạnh xác. Phúc. Chính xác. Cũng 2000, cũng nhóm nhạc luôn. Đúng rồi. Mọi yếu tố luôn. Mọi yếu tố luôn. Có cái giọng lên em nghe cũng cũng liên quan. Nhưng khác nha, nhưng khác nha. Nhưng mà anh Du thì anh nói là không phải người đó. Cái gia đình hạnh phúc này hai vợ chồng và một đứa con kia tới hai đứa con nha. Còn người này chỉ có một sao, đứa thì mình vẫn có người để nghĩ về. Đúng rồi, dạ, còn dạ. Hơn bạn này không nghĩ được đó như đây vẫn có gì chưa. Các bạn khán giả biết ai chưa ạ? À? Hay quá vậy. Khán giả đây hay lắm. Nghệ sĩ mới tới đầu hẻm là đã biết ai rồi. Và cái này cũng bị nôn nóng mời nhân vật bí ẩn thứ hai mở mình ạ. Thơm. Yeah, đúng không? Quá xinh xắn. Yeah. Đúng không? Trời. Anh nói trước ở đây là dự kiện ra là đoán được em rồi đó. Thực ra là nó quá dễ đi chứ không có gì khó cả. Với những người kinh nghiệm như Quách Tuấn Du thì dễ dàng quá. Không, tại chứng tỏ là follow Thanh Ngọc rất là nhiều năm. Follow ai? Follow theo Thanh Ngọc. Follow ai? Thanh sao mình diễn tốt quá vậy ta? Lên này diễn tốt quá vậy ta? Con bé nó biết mình diễn mà. Nói chung là anh giỡn thôi. Thì giờ anh phải cố gắng nói cái dự kiện để cho bạn này biết nè. Bé hỏi đi bé. Dạ, em chào chị ạ. Chào em. Chị tên gì? Chị tên là gì ạ? Ôi trời ơi. Chị có phải là một ca sĩ trong nhóm nhạc thời 8X không ạ? Trong trường học. Cho em hỏi là có phải là chị đã có gia đình và đã có hai em bé chưa ạ? Có gia đình, có ba, có má, có chị. Hai đứa em nữa là 5 người. Gần đây chị có ra mắt sản phẩm nào không ạ? Mọi người có gợi ý gì chưa? Nữ ca sĩ này là thành viên của một nhóm nhạc rất là nổi tiếng ngày xưa nha. Thời điểm đó thì chỉ có một vài nhóm là nó nhắc tới tên là biết liền. Chúng ta dùng phương pháp liệt kê là ra ngay, không có gì phải suy nghĩ cả. Bây giờ em chị này, hồi nãy là em thấy có 5 người trên màn hình. Dạo chẳng hỏi phải không? Là 5 nhóm nào đó. Hồi nãy có 4 người à. 4 người hay 5 người? Thì mục đích người ta nói 5 mà. Diễn tốt quá vậy. Tốt quá. Không, anh một mình anh diễn được rồi. Em thì 5 mà ta. Phải không ấy, thôi bộ. Em đừng có diễn nữa, em đừng nhìn mắt anh mà diễn nữa. Thôi gợi ý cho người ta đúng đi. Vậy là em gợi cho chị một cái này là chắc chắn là đúng sự thật luôn. Đấy. Chị nữ ca sĩ này gần đây có làm ban giám khảo của một cuộc thi. Và chị này có hát một bài hit có cái cà phê. À, có cái chữ cà phê. Cho em hỏi anh nhìn xem chị có răng khểnh không ạ? Chị này hả? Giờ anh không nhìn thấy. Tại vì có thể chị mới có luôn. Lập răng có lại hay. Hai ba cái luôn. Hai ba cái như vậy. Theo em năm 2000 thì em đã từng nghe những nhóm nhạc nào? Mình bắt đầu liệt kê. Em nghe nhóm Mắt Ngọc. Một. Mây Trắng. Hai. HAT. Rồi, bắt đầu dùng phương pháp loại trừ từ những cái thông tin mà chương trình đưa ra, mình bắt đầu loại dần. Thì em sẽ loại đi nhóm HAT tại vì là không có cái con số 3 nào mà chỉ có số 4, số 5 thôi. Số 4 thì là nhóm Mắt Ngọc. Ừ. Số 5 thì nhóm Mây Trắng. Mây Trắng có ai, Mắt Ngọc có ai? Mời kể luôn. Mây Trắng có chị Yến Nhi, chị Yến Trang, chị Thanh Ngọc. Thanh Ngọc là bên Mắt Ngọc. Thu Thủy là Mây Trắng nè. À, chị Thu Thủy. Có chị đoạt giải tiếng hát truyền hình cũng là tên cái, gì đó. Tại vì nhóm Mây Trắng có một đợt là tách nhóm á. Tách nhóm. Nhóm Mây Trắng. Mắt Ngọc là có chị Thanh Ngọc rồi. Rồi. Có rồi. Chị Thu Thủy. Sao em lộn nhóm này qua nhóm kia hoài ta? Bây giờ đang nói một nhóm là hai nhóm. Nói chung là bé nó đang trộn hai nhóm lại thành một. Bây giờ nhóm anh gợi ý nha, nhóm Mây Trắng là anh nên nhớ tên là Thu Thủy nè, Yến Trang, Yến Nhi nè. Rồi Thanh Thúy, cái gì Thúy Thúy á ta? Thanh Thúy à? Anh Thúy, anh Thúy. Đó, đó là nhóm Mây Trắng nha.
Còn nhóm Mắt Ngọc là có nè, chị Thúy Nga nè, Phạm Quỳnh Anh, Ngô Quỳnh Anh, Ngô Quỳnh Anh, Ngô Quỳnh Anh nè, đừng kể cho lẹ nè, Uyên nè, Quỳnh Anh nè, Duy Uyên, Thanh Ngọc nè, Châu, Duy Uyên, Duy Uyên là ở Mỹ, Uyên là ở Mỹ đúng rồi. À, cho em hỏi một câu nữa là chị đã từng tách ra để solo không ạ? Giờ chị già rồi, nhóm nó không chấp nhận chị em ơi. Giờ cho một dự kiện nữa, nếu mà lần này không được là khó lắm nha. Chị ấy vừa tách nhóm là được đoạt giải tiếng hát truyền hình. Giọng hát biến hóa thành một giọng hát gọi là rút cao trong cuộc thi. Tại vì có cái sự kiện là có gia đình chồng hai con, em nghĩ chị Thu Thủy. Mà Thu Thủy là nhóm nào? Thu Thủy là nhóm Mắt Ngọc. Đúng, quá chính xác luôn. Em là một trong những hiện tượng của chương trình này đó. Không, tại vì thực ra là em có bị rối loạn hai đa quản lý có quên. Một nhóm thôi, em quản lý hai ba nhóm luôn. Một cái tên cuối cùng đi nào. À, vừa nãy em nghe một gợi ý của anh thì em thấy có chữ bài hát có cà phê. Ly cà phê bông mê. Và em nghe giọng thì em sẽ nghiêng về một người khác hơn, không phải là chị Thu Thủy. Nhưng mà về những cái sự kiện đấy thì em vẫn đoán là chị gì. Nghe giọng thì em sẽ vẫn nghĩ đến chị Thanh Ngọc. Em nghĩ Thanh Ngọc và nghĩ Thu Thủy luôn. Dạ. Nhưng mà hôm nay chỉ có một người và cái tên cuối cùng em chọn sẽ là... Em quyết định chọn chị... Thanh Ngọc. Âm nhạc. Thương thật nhiều, nhưng em nhận lại bằng không.